Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, chúng con xin được phép cung kính giới thiệu, đang hiện diện trên pháp tòa là Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Long Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và trụ trì tu viện Linh Thú, huyện Củ Chi. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu Đại đức Tiến sĩ Sư phụ Đạo hiệu Thích Thiện Xuân. Và chúng con xin được phép cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư Tôn Đức Tăng Ni tu viện Linh Thú cùng chư Tôn Đức Tăng Ni gần xa. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu chung. Và chúng con xin được phép đại diện ban tổ chức xin hân hoan chào đón toàn thể quý đạo hữu đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây tu học khóa tu một ngày an lạc lần thứ 120. Xin chào đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Và giờ này chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng chúng con dâng lời tác bạch cung thỉnh sư phụ thuyết pháp trong buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, xin cho phép chúng con được phép đại diện toàn thể đạo tràng xin dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, chúng con cung kính được nghe trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nói hay hành động, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Chúng con về đây tu học trong những khóa tu đều nhờ sự dạy dỗ của sư phụ qua những bài pháp. Tất cả chúng con căn tánh mỗi người khác nhau, nhưng đều có một ý niệm là tìm cho mình một cuộc sống an lạc trong con đường tu học. Và hôm nay trong khóa tu 118 này, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ bắt đầu tiếp tục giảng dạy cho chúng con về kinh Bát Đại Nhân Giác Điều Giác Ngộ thứ 7, để chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu học tìm an lạc của mình. Thành kính cung thỉnh sư phụ bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Chào tất cả quý Phật tử. Phật tử hầu trưa có ngủ không? Ai chưa ngủ bây giờ ngủ đi. Phật tử thấy các em nhỏ của mình nó chuẩn bị nhận quà Trung Thu, mình lớn rồi có nôn không? Nôn một lát cho cái bịch. Nghĩa là mấy đứa nó ăn rồi còn cái bịch. Hôm nay chúng ta lại có duyên tiếp tục học kinh Bát Đại Nhân Giác. Khóa tu này là 118 phải không? Phải không? Hôm nãy tôi nghe nói 20. Nó lộn có hai cái chứ nhiêu. Thì tại có nghĩa là mình tranh thủ mình chạy trước. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2018, là ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Ngày mai là ngày 9 tháng 9 2019, là ngày mai có 3 số 9. Ngày mai nhiều đám cưới lắm. Mà mời thầy đi Canada khỏi đi đám cưới. Nghĩa là mình lấy cái ngày nào linh á, mình tổ chức cái gì đó để người khác người ta tổ chức, mình khỏi đi. Ngày mai ba con số 9 nó nhiều cái sự kiện dữ lắm quý vị. Cho nên là
chúng ta giác ngộ mà tới điều giác ngộ thứ bảy rồi, cho nên hôm nay là chúng ta tiếp tục học. Xin đại chúng cùng đọc với thầy: đệ thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Điều thứ bảy là thường giác ngộ. Năm dục gây lầm lỗi ngất trời, tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình. Ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm bình ngao du, chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lưu chẳng mờ, hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Bây giờ ai đã héo sầu, lo mà đi ngủ kẻo chiều ngáp dai. Hai câu đó tôi mới đặt ra đó, cho nên nó lạc quẻ như vậy. Có nghĩa là ai mà chưa đi ngủ thì giờ chuẩn bị ngủ, chứ lát nữa ngáp nó dài nó dai. Bây giờ phân tích nè. Điều giác ngộ thứ bảy: ngũ dục quá hoạn. Cái ngũ dục là cái gì quý vị? Ở đây gọi là năm dục gây lầm lỗi ngất trời. Vậy là năm dục, ngũ dục là cái gì? Ai bước lên nói giùm thầy được ngũ dục và phân tích giùm thầy sơ sơ, thầy tặng cho cái tượng Phật Thích Ca ngồi chính giữa đó. Rồi ai rinh nổi thì lấy về. Không có chơi dùng tới máy. Rồi quý vị, ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Một tràng pháo tay tặng cho đạo tràng. Chứ không lẽ học tới 108 bài, 118 lần, không lẽ giờ ngủ gục không, quên, ngủ dục không biết mà biết ngủ gục không ha? Phải không? Như vậy nó mất mặt giang hồ. Rồi bây giờ tài, sắc, danh, thực thì là ngủ dục. Thế thì ngũ dục này cớ gì mà trở thành cái gọi là quá hoạn, ở đây gọi là gây lầm lỗi ngất trời. Ủa, cái tài mà mắc mớ gì nó lay gây lầm lỗi ngất trời dữ vậy? Mà ở đây gọi là ngũ dục quá hoạn. Cái chữ quá này sát nghĩa nó gọi là gì biết không? Hả? Quá là cái gì? Nó lớn lên coi. Quá là nhiều. Nam mô thường sai bét Bồ Tát. Nghe tưởng là quá trời quá đất hả? Không phải. Quá này á, nó gọi là vượt giới hạn. Quá này gọi là quá trớn á. Nó vượt giới hạn cho phép. Chứ còn tài á thì ai lại sống mà không cần đâu. Ai sống không cần tiền giơ tay lên. Ủa quên, tôi dơ. Mình sống mà mình không cần tiền á thì cái người này cho vô rừng sống được. Tại vì tiền nó không có tội,
đó, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là la la la. Ai không có tiền là đói chết. Như vậy thì bây giờ mình mượn tiền để mình trao đổi, vậy là tài nó cũng không phải là tiền không, mà tài nó gồm có tất cả những cái gọi là y báo của tất cả chúng ta đó chứ. Tài này nó gọi là tài sản. Tài sản. Mà cái tài sản trong cái y báo thì cái tài á, nó cũng là cái thân thể của mình nữa. Thân thể của mình chính là tài sản mà mình đã gieo trong nhiều đời nhiều kiếp giờ này mình hưởng đó. Cho nên người nào mà cái mặt xấu quắc là biết đời trước ta nói gieo cái gieo nó ít quá cho nên giờ này nó trổ lên cái cây xấu quắc. Rồi, nói vậy chắc lát tôi bị quánh. Còn có nhiều người mình sanh ra đời mình học mà nó không có vô là mình biết cái tài sản đời trước của mình là nó mê chơi dữ lắm luôn. Cho nên đời này cái tài sản của mình nó không có cái tri thức. Còn có nhiều người giống như Thái tử Tất Đạt Đa, sanh ra cái tài sản của Ngài thông minh hơn người. Thầy cô giáo vừa dạy xong là Ngài lụm hết trơn. Nghĩ sao tôi mua cái quạt về nó để đó nó không bật. Tôi đứng đây nóng muốn chết. Cái quạt này là phải để xa, nó quạt vô nó quạt 50 mét lận. Cho nên phải để xa 20-30 mét nó quạt lại. Đằng này nó bỏ chính giữa, nó quạt cái bay luôn người. Thông minh quá trời quá đất. Tôi cái củ nước thành Phật liền chứ làm gì. Cho nên đem cái quạt xa ra rồi mở ra cho nó quạt qua quạt lại gì nè. Mà nó quạt tới 50 mét và đến 100 mét lại cho nên không có được để gần. Để gần nó quạt chiều bệnh luôn á. Mà bây giờ mà để đó mà không quạt là chiều nay cũng bệnh luôn tại nó sốt. Nóng quá nó sốt. Nên là... Như vậy là mình có của mà mình không biết xài là mình lỗ vốn. Đó, anh em nào ngồi ngay cái quạt, hai người rinh một cái. Mà rinh ra ngoài nhớ bật quay trở lại giùm thầy, đừng có rinh về luôn là được. Bây giờ mà cái tài này ngũ dục quá hoạn, mà cái quá này là phải như mà nó là hạnh phúc quá thì nó là cái hạnh phúc vượt khỏi tầm tay. Nhưng mà cái này là đau khổ quá, cái này là ngũ dục nó quá cho nên nó trở thành hoạn. Hoạn này là tai ương, là quả hoạn, là hoạn nạn. Do vậy cái tài này nè, mà con người ta đó, người ta xài nó quá đi cho nên cái tài sản này nó bị hết đi. Ngũ dục quá, mà quá của cái hoạn kia. Rồi nó đẹp trai dữ lắm mà nó làm biến không chịu nổi luôn. Vậy là nó xài hết cái tài sản, cái thân đẹp của nó. Nó giàu có lắm mà nó ngồi nó hưởng riết hết luôn. Nó thông minh lắm mà nó thông minh để nó làm ác. Cho nên là cái đó gọi là quá hoạn. Có người thông minh lắm quý vị, mà nó không có biết làm thiện. Thông minh nhưng mà nó làm ác. Cho nên là cái đó gọi là quá hoạn. Chứ còn cái quá, cái chữ quá đó là nó vượt khỏi. Cái đó tốt chứ không có xấu. Mà cái chữ hoạn ở phía sau đó, nó làm cho cái chữ quá đó xấu. Chứ còn cái chữ quá đó nó không có xấu. Chữ quá đó là nó vượt trội, nó vượt qua. Vậy thì cái y báo này nè, nó nhiều chừng nào tốt chừng nấy chứ đâu có. Nhưng mà ở đây là do nó là hoạn, cho nên là người không biết xài y báo dẫn đến cái tài sản này, nó làm cho người đó trở thành cái kẻ ác ghê gớm lắm. Nó nhiều, nó giàu chừng nào mà nó ác là nó ác dữ hơn mấy đứa nghèo. Mà cái thân của nó đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, cái thân nó đẹp chừng nào là coi chừng nghiệp của nó lớn hơn những đứa trời thần đất sét xấu quá. Những đứa xấu gieo nghiệp ít hơn mấy đứa đẹp. Thấy không? Cho nên là Thúy Vân chỉ thua Thí Kiều có một diêm thôi mà Thúy Vân đỡ khổ hơn Thí Kiều, quý vị thấy không? Cho nên người xưa có nói chữ tài đi với chữ tai một vần. Ngày xưa là người đẹp là gì? Hồng nhan bạc phận. Bây giờ nó đổi lại là hồng nhan bạc tỷ. Là nó không còn quá hoạn nữa, mà bây giờ là nó quá đã.
Còn có người có tri thức thông minh dữ lắm, nhưng mà họ không có thiện, họ không có đi con đường thánh thiện giác ngộ, mà họ đi con đường ác. Có đứa nó đẹp dữ lắm quý vị, nó thông minh dữ lắm, nó giàu có dữ lắm, mình khuyên nó đi tu, nó nói thôi để con hưởng thụ một thời gian. Nó hưởng thụ một thời gian xong chết quách lấy đâu tu. Đó gọi là quá hoạn. Cho nên là đề Bà Đạt Đa cũng giàu, cũng đẹp, cũng tri thức, nhưng mà đề Bà Đạt Đa trở thành kẻ ác. Thái tử Tất Đạt Đa cũng giống như đề Bà Đạt Đa nhưng mà trở thành Phật. Quý vị hiểu ý này không? Hiểu chưa? Cũng giống như bây giờ đại chúng ở đây vậy đó. Mình đến chùa mình học giống như nhau một ngày vậy đó. Có người nó lợi ích dữ lắm, nhưng mà có người nó cũng trời thần đất xét dữ lắm. Đi tu giống nhau nhưng mà kết quả khác nhau. Đó là quá hoạn. Bây giờ sắc. Sắc có nghĩa là tốt, đẹp. Sắc này là nói đến cái thân đẹp. Mà cái thân đẹp này nè thì ai lại không muốn? Đẹp thì ai cũng muốn. Thì cớ sao Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì Đức Phật cớ gì quá hoạn? Đức Phật không có quá hoạn. Chỉ có cái người mà không biết sử dụng cái sắc đẹp này thôi, thì tối ngày nó chảy đầu không cũng đuối nữa. Nội có cái tóc thôi nó uống, nó nhộm, nó sấy, nó dũi. Còn cái lỗ mũi được rồi, cỡ này là lỗ mũi thứ dữ rồi, đằng này nó vuốt, nó sửa tối ngày. Từ cái chỗ là muốn đẹp đã đẹp rồi, còn muốn đẹp hơn, cái đó nó mới quá hoạn. Chứ còn bình thường cái người mà đẹp do phước báo đẹp, cứ để y như vậy đi, là very good. Không có quá hoạn gì đó. Cho nên học á, mình nghe đọc tới cái câu này, cái mình nói là thôi mình phải hủy cái hình hài sắc đẹp của mình đi. Mình để nó đẹp á, nó bị quá hoạn. Lỗi. Không phải. Đẹp không có tội. Quý vị cùng nói với thầy. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Không có con người xấu, chỉ có người không biết học đẹp. Không biết bước ra đường nó học toàn cái xấu không? Vô chùa cái đạo Phật là đạo giác ngộ, mà vô chùa không học được cái giác ngộ, mà học được cái trời thần đất xét. Đi chùa một thời gian bỏ chùa. Lý do nào? Đó, lý do cái đẹp này nè, chúng ta sử dụng không đúng cách. Có nhiều người tự cho mình tốt, mình đẹp, tự cho mình tốt và bắt đầu cho người khác là xấu. Cái người mà cho người ta là xấu, chính người đó là xấu. Quý vị cùng nói với thầy. Ai cho mình tốt rơi vào quá hoạn. Mình thấy mình xấu, mình sửa cho tốt, người đó tu đúng chánh pháp càng ngày càng đẹp. Đẹp chừng nào tốt chừng nấy. Đạo Phật là đạo đẹp. Đứa nào tu càng ngày càng xấu là tu lộn pháp môn. Đúng không quý vị? Đúng nha. Tôi phán cho quý vị một câu luôn. Quý vị làm sao mà quý vị đi chùa càng ngày quý vị mặc đồ càng đẹp, thân tướng càng đẹp, mà nếu nó tóc mà nó không đẹp, cạo luôn cho nó đẹp. Đó. Mà thầy nói nha, quý vị để ý coi, cái thân của mình vậy đó, mình phát tâm xuất gia diêu duyên thử coi. Mình xuất gia diêu duyên xong, mình cạo tóc xong rồi, mình không muốn để tóc trở lại, đẹp tới cỡ đó. Bởi vậy cho nên hồi xưa tôi chưa đi tu, không có con ma nào cũng dòm chứ. Tới chừng đi tu rồi nó tấn công hoài là sao vậy? Là tôi biết nhờ cạo đầu cho nên nó đẹp chứ gì. Chị nào mà ế ế vô chùa, trời ơi, tới nói vừa tụng kinh xong là nó xếp hàng, nó nói thôi
xin sư cô hãy dừng bước. Lúc đó mày nói tao mà để tóc trở lại mà mày chạy mày bỏ dép là mày chết mày với tao. Có nghĩa là nhờ phủi tóc mà nó đẹp, mà có người để ý. Ở bên cái Phật giáo Nam truyền á, mà bây giờ nhất là Campuchia với Lào á, người nào đi tu mà ra đời là có vợ đẹp lắm. Mà tu càng lâu chừng nào lại có vợ càng giàu càng đẹp chừng nấy. Đó, người ta ta quý dữ lắm. Cho nên bây giờ nè, nếu mà quý vị cảm thấy Việt Nam tu không có không có cái chế độ đó, thôi qua Campuchia thầy có cái chùa bệnh. Cứ xuất gia thời gian là tên ấy mấy cái cô miên của xếp hàng luôn. Rồi bây giờ tới danh. Bây giờ càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Nhưng mà cái danh này nè, thì nhà thơ Nguyễn Công Trứ ông nói là sanh đã trót sanh ra trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Vậy là danh có tội không? Người nào mà đi trên con đường công danh sự nghiệp thì người này phải giỏi hay là dở? Cho một tràng pháo tay. Mấy cái đứa làm biếng mà nó có danh gì tôi lại nó đó. Mấy cái đứa ngu ngu mà biểu người ta phong danh lên là người ta đưa cho nó lên làm một cái chức gì đó là nó chỉ có ngồi đó là nó cà cáp. Đừng có nói lộ, đừng nói ngược để lại là được. Cho nên là công danh sự nghiệp không thể nào có cái người dở ở đó. Cho nên là mình sợ rằng là mình không được, không có làm được gì hết. Nói hay lắm quý vị, bỏ vô việc rồi nó làm được không? Không, đừng tin những gì anh ấy nói. Nói hay lắm, chưa đưa nó vô vị trí đó, nó nói hay lắm, đưa nó vô rồi nó làm không được gì hết. Ừ, cái đó mới là... Chứ đừng có tưởng là công danh sự nghiệp là cái mà mình bỏ. Ờ, đừng có giỡn. Ráng đi, cố gắng nỗ lực lao vào để mình coi mình có công danh sự nghiệp gì hay không. Rồi, bây giờ cái thứ hai nữa là người mà có cái công danh sự nghiệp đó thì người này có trách nhiệm không quý vị? Có trách nhiệm. Vậy thì cái người có trách nhiệm trong gia đình, người có trách nhiệm trong chùa thì thầy mới giao cái việc. Còn cái người không có trách nhiệm, thầy có giao việc gì không? Có giao nữa nó cũng bỏ à? Nó đâu có làm được gì đâu. Mà có giao cho nó thì mình cũng làm luôn à. Mình giao xong rồi mình làm luôn, tại vì nó đâu có trách nhiệm đâu. Cho nên có những người nói rằng thôi tôi không có muốn làm gì hết á, đừng có cho tôi cái danh gì hết á, chỉ cái gì tôi làm cái nấy. Thôi nói vậy thôi làm mội chứ rồi. Tại sao người ta có làm chủ và có người ở đợ? Hồi xưa dùng cái từ ở đợ thì giờ này là cái người làm công. Làm công thì cũng giống như ở đợ. Mình phải có chức năng làm chủ, danh chính là làm chủ. Làm chủ tập thể, làm chủ một tổ chức, mai mốt ra là chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội nông dân, chủ tịch này chủ tịch nọ, có danh là làm chủ cho đến là chủ tịch luôn. Đó. Bây giờ mình mà mình phải có trách nhiệm thì người ta mới trao cho mình một cái danh, một cái phận nào đó. Bây giờ này mà đọc lên một cái danh phận nào đó thì có nhiều người người ta rất là xấu hổ, là bởi vì sao vậy? Ta không làm được cái việc đó. Trời, trưởng ban hoằng pháp một tỉnh nguyên một năm không có giảng buổi nào. Trưởng ban hoằng pháp mà không có giảng buổi nào, vậy là làm trưởng ban không? Cái nghề là cái ngành hoằng pháp thì ta hoằng cho đến mỗi ngày ta hoằng cho đến những người nghe hoằng hoại luôn. Còn đằng này mình hoằng pháp mà có khi một tuần không có giảng một buổi, rồi nó kéo tới một tháng rồi cũng không có giảng luôn, rồi tới một năm xét lại cũng không có buổi nào. Như vậy thì mình không có trách nhiệm với cái danh đó. Vậy là mình chọn cái danh là cái bổn phận, cái trách nhiệm, hay là mình chọn cái danh hảo? Bây giờ quý Phật tử nè, Phật tử là một cái danh chưa? Im rơ người ta có không? Dạ xin chào quý Phật tử.
quý Phật tử có ngày nào mình làm Phật tử chưa? Phải có trách nhiệm với cái từ Phật tử. Phật tử có nghĩa là con Phật. Mà con Phật thì Đức Phật làm cái gì thì con Phật phải làm cái nấy, đúng không? Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ông Phật, ông nhảy rào, ông đi tu. Mình là con Phật, có leo rào bữa nào chứ? Hai tử Tất Đạt Đa là vượt thành xuất gia thì mình cũng phải leo rào. Làm con Phật mà chưa lần nào leo rào. Vậy là cái quan điểm mà Đức Phật á, Ngài ngồi trong rừng, Ngài ngồi ngoài bãi Tha Ma, vậy thì mình là Phật tử, cái danh mình là Phật tử, mình làm sao? Mình là con của Phật. Vậy thì con của Phật thì Đức Phật ngồi trầm tư, Đức Phật ngồi suy tư về lộ trình sanh tử. Vậy thì Đức Phật là người giải quyết vấn đề sanh tử. Còn mình có bao giờ suy nghĩ đến sanh tử chưa quý Phật tử? Có chưa? Vậy là quý Phật tử ngũ dục quá trớn. Là mình là người Phật tử, nhưng mà bây giờ là mình chưa có ngồi mình suy tư tại sao ta có mặt trong cuộc đời này, rồi mai này ta chết ta đi về đâu. Cái vụ này là cái vụ quan trọng nhất mà thầy suy nghĩ. Mấy bữa nay mất ăn mất ngủ cho nên hai bữa nay nó ốm 200 gram rồi đó. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đúng hay sai? Cho một tràng pháo tay. Có Phật tánh. Vậy là cái người có Phật tánh á, thì sẽ thành Phật đúng không? Mình có mà. Vậy là mình có Phật tánh. Chứ Đức Phật đâu có nói, vì Phật nói Phật cho nên Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nhưng mà cái tụi ma nó nói là tất cả chúng sinh đều có ma tánh. Có không? Tại mình không có qua cái đám nó cho nên mình không nói. Nó nói tất cả chúng sinh đều nghiện xì ke. Mình tham gia vô cái đám xì ke là mình nghe cái câu đó. Nó nói tại vì mấy đứa kia chưa có theo đó, nó mà gia nhập thì thằng nào cũng nghiện. Rồi bây giờ quý vị mà vô cái sòng bài cái nó nói là tất cả chúng sinh đều nghiện bài. Hiểu không? Còn nhập vô cái nhóm uống rượu nó nói tất cả chúng sinh đều nghiện rượu. Vì Đức Phật nói rồi mà tại sao Đức Phật khuyên mình đừng uống rượu? Là bởi vì chúng sinh nó nghiện rượu hết luôn. Nó mà nó uống rồi là nó nghiện hết luôn, đứa nào cũng nghiện. Cho nên không phải là chúng ta có Phật tánh đâu, mà chúng ta có tùm lum tánh. Hiểu không quý vị? Hiểu cái chỗ này không? Không hiểu là thầy lỗ vốn là tại quý vị chứ không phải tại thầy. Vậy thì bây giờ Phật tánh này là do duyên sanh. Phật tánh này là do duyên nó mới sanh ra. Vậy là duyên sanh. Tại vì cái Phật tánh á, nó không sanh không diệt. Mà bây giờ tại sao nó có mặt? Là bởi vì nó là do duyên. Quý vị cùng nói với thầy. Duyên khởi nên có, duyên diệt sẽ không. Hễ có sanh tất có diệt. Sanh diệt chuyện thường. Ai có duyên có chồng có vợ, ai vô duyên vô chùa tu. Vậy thôi. Nghe là những người mà đắp y này là biết vô duyên hết rồi nè. Do vô duyên cho nên đâu có ai lấy, mà không ai lấy thì đi tu. Vậy thôi. Có duyên là ở ngoài bắt hết rồi. Cho nên người có duyên thì ở ngoài. Vậy thì ta có vậy là cái cửa chùa là cửa không. Cửa chùa là cửa không. Còn ở đời là có. Cho nên ở đời thì quý vị chịu trách nhiệm là quý vị phải có. Mà có là có trách nhiệm, có công danh sự nghiệp. Phải có cái này có cái kia. Sống cuộc đời đừng bao giờ mà cái gì cũng không biết. Ở đời thì phải biết hết chứ. Cho nên sư phụ đâu có trách quý thầy quý cô ở đây đâu. Sư phụ hỏi nó gì nó nói không biết. Hỏi cái gì nó cũng không biết. Hỏi còn gạo trong kho không? Không biết. Cái chuyện đó là sư phụ biết.
Vậy là ở chùa có chuyện gì là không biết, là mình đâu có trách được đâu. Tại vì người ta bước vào cửa không, cho nên cái gì cũng không biết. Phật tử về đây chán muốn chết luôn đó, chạy đi tìm một cái kìm, hỏi cô chùa cái kìm để đâu, không biết. Thấy không, ta đi tu chứ đâu phải đi giữ cái kìm đó mà hỏi ta. Bước vào cửa không là nó vô duyên dữ lắm. Cho nên quý vị có khi là quý vị không hiểu rồi, quý vị nói sao mà vô chùa sao quý thầy quý cô thiếu trách nhiệm. Không phải là không có trách nhiệm đâu, có trách nhiệm lắm đó. Có trách nhiệm với bản thân mình, cho nên bước vô chùa rồi cái gì cũng không. Hỏi cô có thương ai không cô? Không. Cô có ghét ai không cô? Không. Cô có ăn cơm không cô? Phải nói không luôn, mình chiều nay khỏi nấu. Cho nên quý vị phải khéo hỏi những cái nào nên hỏi. Rồi, bây giờ cái bên đó là duyên sanh giả, duyên sanh nha. Bây giờ bắt đầu cái có nè, có Phật tánh là do duyên sanh. Bây giờ mình sanh đi đâu phải có cái chỗ sanh chứ. Cái chỗ sanh này là cái chỗ mà ngũ dục quá trớn. Ngũ dục quá hoạn, nó sanh đi đâu nó có biết hay không? Quý vị sanh đi đâu có biết không? Im rơ vậy ta. Biết hay không? Hồi sáng này đi chùa có biết đi chùa không? Biết vậy sao nói không? Biết. Hồi sáng này đi chùa là phải biết đi chùa mới tới chùa chứ không ai tới miếu rồi. Trời. Cho nên là mình sanh đi đâu mình phải biết. Hồi sáng mình nghĩ là bữa nay đi tới Linh Thú là mình phải biết đi Linh Thú chứ không nó đi Linh Thiên. Mình biết đi đâu. Vậy thì mình biết mình đi đâu, thì cái quá trình mình biết mình đi đâu, cho nên mình sanh ra trong cái cõi ta bà. Mình sanh ra trong cái cõi ta bà này thì mình mượn tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Cái ta này là cái ông nè, là cha mình á. Cái bà này là cái mẹ nè. Vậy là cái cõi ta bà này mình mới sanh ra, chứ không có cái cõi ta với bà thì mình chỗ đầu sanh. Trời ơi, nó sanh vô cái nước nữ dương có bà không à, không có cha. Sanh vô cái nước nữ dương. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện mà hồi xưa mà uống nước mà có mang thai, chứ giờ này còn không? Giờ này còn dám, nước đó đông lắm. Mấy người mà nó chán cái ông trời, ông thần tài, ông điện là qua cái nước này hết luôn. Nước này giờ đông lắm. Cho nên hỏi tại sao đi chùa phụ nữ không? Ở chùa không lẽ là nước nữ dương? Ở bên đình đông đàn ông lắm, bên chùa đông phụ nữ. Cho đến cái tu viện Linh Thú này nè, cái chùa Chư Tăng á, nó lớn vậy nè, nó rộng vậy nè, nhiều phòng vậy đó, có ba người thôi. Chư ni rất ít mà nó đông dữ lắm đó. Cho nên là chư ni đông hơn chư tăng. Vậy là đất á, là đất nước, hồi sáng thầy nói rồi, nó là phần âm. Gió lửa nó là phần dương, mà âm dương nó phải cân bằng với nhau. Mà giờ này á, thì chúng ta thấy rõ là do chúng ta không có biết là cân bằng nó, cho nên bây giờ này á, là chúng ta mượn cái thân này ở cõi ta bà này nè, mà chúng ta khổ vì cái thân này là bởi vì ta bỏ cái Phật tánh này. Phật tánh này được xem như là dương, cái thân này được xem như là âm. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Người nữ cũng tự ghét cái thân của mình nữa. Có nhiều lúc người nữ tức cái thân của mình lắm. Cho nên trong kinh Dược Sư mới nói là cái người phụ nữ nào mà không muốn làm người nữ nữa, cứ tụng kinh Dược Sư, trì chú Dược Sư, sám hối Dược Sư, đời sau không còn làm thân nữ nữa. Vậy mà không ai vỗ tay trên, không lại muốn thân nữ nữa. Chẳng những thế mà ai phát nguyện làm thân nữ mới trở lại thân nữ, còn không là không sanh thân nữ nữa. Bye bye, no see you again. Vậy là cái thân này nè, cái cõi này nè, được xem như là mẹ. Đó, bây giờ bắt đầu mình nói tới cái cõi bằng với mẹ. Còn cái niệm á, cái niệm mà khởi này nè,
cái niệm khởi này là ta nè, vậy là ta là cha. Ta là cha, ta tự tạo ra cái nghiệp của mình để ta sanh vào cái cõi này. Ta tìm cái này nè, cái mẹ này nè, là ta tìm cái cõi này để ta đến, ta sanh ra. Vậy thì ta cũng là cha, vì cha ta là Phật, ta có Phật tánh, cho nên cha ta là Phật, mẹ ta là cái cõi, mẹ ta là cái cảnh. Cái cảnh để cha ta gửi ta vào trong cái chỗ của mẹ ta thôi à. Cho nên là cuộc đời ngũ dục này tất cả chúng ta đều có hết á, nhưng mà cha ta gửi qua đây, ta đam mê cái ngũ dục này, ta không chịu về nè. Cha ta gửi thiện xuân qua bên cõi ta bà. Vậy thì cái cõi này nó chỉ là mẹ thôi, cái cõi này chỉ là cõi tạm, cho nên người mẹ không có khả năng giữ con. Mà con quay trở về với Phật tánh rồi thì con nó vô sanh, nó bỏ mẹ, nó bơ vơ. Cái cõi này nó sẽ không có là cái cõi còn chúng sinh nữa, vì chúng sinh nó hết rồi. Chúng sinh bây giờ nó hết, cái chúng sinh nó diệt cái duyên này rồi. Vậy là nó diệt cái duyên này thì nó tự trở về, chứ cái cõi này không có khả năng diệt cái chúng sinh đó. Hiểu không quý vị? Cho nên người ta mới nói là lá rụng về cội. Lá rụng về cội có nghĩa là nếu như mà ta là từ cái chỗ Phật tánh mà ta khởi ra một cái duyên để ta đến cái cõi ta bà này, thì cái cõi ta bà này là cái cõi tạm thôi, gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mà mộng tan rồi thì ta trở về với Phật tánh của mình. Cho nên cuộc đời ngũ dục này nè, không có bắt ta được, chỉ có người nào đam mê nó cho nên ở lại thôi. Cho nên người mẹ đó mà giữ đứa con á, mà không cho cha nó giữ đó, thì mai mốt nó cũng trở về thôi. Lúc nào người mẹ còn tài sắc danh thực thì nó ở, lúc nào người mẹ không còn nữa là nó về với cha nó. Vì cha nó chính là nó mà, nó là giọt máu của cha nó, nó là ADN của cha nó. Cho nên nó có Phật tánh, nó phải trở về với cha nó là Phật. Hiểu không quý vị? Bây giờ mình còn duyên, mình sanh, cho nên mình còn trầm luân trong sanh tử 12 nhân duyên. Một khi mình diệt là cái dòng sanh tử này nó ngưng lại, là mình trở về với Phật tánh của mình. Vậy thì thầy hỏi quý vị, ta trở về với Phật tánh của ta rồi, ta rời khỏi cõi hay không? Ai đứng lên nói tôi cho cái cõi ta bà này luôn, tặng biếu không cần lấy tiền. Ai dám nói mạnh, nói có hay không là được, nhưng mà giải thích được hay không, cái này mới ghê. Khi ta diệt hết tất cả các cái duyên của ngũ dục này rồi, ta trở về với Phật tánh mình rồi, ta vẫn còn ở trong cái cõi hay không ở trong cõi? Đó. Ai nói được thầy tặng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi giữa chánh điện. Đó, quý vị thấy không? Vì thấy rất là bình thường. Phật ổng rất là hiền, mình được quyền tặng Đức Phật. Rồi có ai nói không? Thôi không ai nói, thầy lấy lại luôn. Nhớ là tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Đức Phật thành Phật, mười phương chư Phật đều thành Phật. Thành Phật không rời cái cõi, nhưng cõi không giữ được Phật. Phật không rời khỏi cõi, giống như là ta có Phật, Phật không rời khỏi ta, nhưng ta không giữ được cái Phật đó. Vì khi ta giữ được cái Phật đó thì cõi không giữ ta được. Hiểu không quý vị? Ta ở nhưng mà ta không bị dính vô. Còn bây giờ mình bị dính nè, mình ngồi đây là bị dính nè. Nhưng mà khi quý vị đã chứng được Phật quả rồi thì cái cõi này có dính không? Quý vị trong một niệm đi khắp mười phương, không còn cái chướng ngại nữa. Đó gọi là căn thông thứ sáu, gọi là cái gì? Lậu tận thông. Lậu tận thông chính là A-la-hán.
Mà lậu tận thông có nghĩa là không bị dính bởi tất cả các loại vật chất của cõi. Được chưa nè? Mới một hôm á, giác ngộ. Tình ơi, hiểu được cái chỗ này nó sung sướng dữ lắm luôn. Khỏi có ăn nó cũng đói. Sung sướng đến nỗi là có nhiều lúc mà nó đói mình cũng không muốn ăn. Nên là không ăn nó cũng đói, mà đói không muốn ăn. Mà tới chừng ăn, rồi ăn hết rồi mình đâu còn đâu nữa ăn. Vậy là thực với thùy là cái ăn, mà cái ăn với cái ngủ là cái tự nhiên hay là cái siêu nhiên? Tự nhiên hay siêu nhiên? Có ai không ăn không? Có ai không ngủ không? Vậy ăn ngủ là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có nhiều người thì họ bị cái ăn cái ngủ này nó trở thành một cái bất thường. Cho nên con người đó trở thành con người quá quạng. Miếng ăn là miếng tồi tàn, trật ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Cho nên có nhiều người nó xấu cái tính ăn lắm. Từ cái chỗ đó mà mình đi tu mình đỡ hơn chút thôi, chứ còn có nhiều lúc mình lên mâm mình cũng gấp cục bự. Cái nào ngon mình cũng tranh thủ mình làm miếng quay. Nó ra sao? Ai ở đây mà nguyên một mâm đồ ngon mình gấp cái dở mình ăn đâu giơ tay thì coi. Và chúc mừng quý vị giống nhau. Nam mô gấp cục bự Bồ Tát. Như vậy thì con người ta rất là bình thường, vì cái ăn cái ngủ nó bình thường. Nhưng mà có nhiều người nó ham ngủ, nó mới quá hoạn. Quý vị cùng nói với thầy: ham ăn quá hoạn, ham ngủ quá hoạn. Vì tham ăn tham ngủ nên bị ngũ dục quá hoạn. Quý vị hiểu ý này chưa? Hiểu rồi, cảm ơn. Một câu, không lẽ nhiêu đây giảng tới Tết. Tuy vi tục nhân, nghĩa là tuy người thế tục ở ngoài đời. Tuy vi, tuy là người thế tục. Thì có nghĩa là người xuất gia, trước khi là người xuất gia thì phải là người thế tục không? Có. Phải cha mẹ sanh ra chứ không lẽ ông Phật ông sanh. Cho nên là tuy là người thế tục nhưng mà bất nhiễm thế lạc. Cái chỗ mà bất nhiễm nè, không có nhiễm này nè. Tuy, mới nói đến cái chữ tuy. Tuy tôi vẫn giống như quý vị, nhưng mà tôi không có nhiễm cái thế lạc, có nghĩa là cái lạc thú của thế gian. Cái lạc thú của thế gian mới là cái thằng quá mạng này nè. Đó. Như vậy thì tuy là một người thế tục nhưng mà không có nhiễm cái lạc thú của thế gian. Cho nên là tôi không có vất vả vì cái ăn. Cho cái gì ăn cái nấy, cho cái gì uống cái nấy, không có nhịn đói nhịn khát. Ghê chưa? Thời của Đức Phật còn tại thế, các vị đệ tử Phật đi khất thực mà người ta không cho. Người ta để đó mà người ta không cho thì cũng vẫn không được lấy. Nhịn đói chứ không được lấy. Cho nên là không có nhiễm thế gian. Và không nhiễm thế gian thì cho nên là không nhiễm cái thân này luôn. Và cái thân này nó có đói, nó có bệnh tật, nó có chết đi nữa vẫn bình thản với nó. Vì nó chỉ là y báo, nó là một trong năm dục. Cái thân này nè, thường niệm tam y. Lúc này bắt đầu mới nghĩ tới việc xuất gia nè. Thường niệm có nghĩa là nghĩ đến ba y. Rồi nghĩ đến cái ngõ bát. Cái ngõ là đất, ngõ bát là cái bát bằng đất mà nó trở thành pháp khí của người tu hành giải thoát. Vậy là tôi thường nghĩ đến y và bát để tôi trở thành một người xuất gia, là xuất khỏi cái cõi, cái ba cõi. Vậy thì người xuất gia gồm có, dầu rằng cái người thế tục nhưng mà nghĩ đến y và bình bát, nghĩ đến y bát. Vậy thì nghĩ đến y bát
Người tại gia nghĩa là thế tục, nghĩ đến y và bác để trở thành một người xuất gia. Một người xuất gia có ba cái chữ để cho xuất, đó là xuất thế tục gia, đó là tôi muốn đi đó. Xuất phiền não gia là tôi không còn muốn cái gì phiền não. Xuất tam giới gia là tôi muốn ra khỏi cái nhà lửa ba cõi. Như vậy thì dầu rằng tôi ở thế tục, tôi vẫn ở trong cái năm dục này đó, mà năm dục nó không phải là loại năm dục trưởng dưỡng, mà là năm dục bình thường ai cũng có. Đây là biển khổ nè, đây là biển khổ. Vậy thì tôi ở trong cái biển khổ này, tôi là người thế tục này, nhưng mà tôi luôn nghĩ đến y, ba y và bình bát trở thành pháp khí, trở thành đôi cánh để tôi bay trên bầu trời mà không có cái gì nếu tôi lại được chí nguyện xuất gia. Vậy thì người xuất gia phải có chí, chứ không phải là cái chí này có nghĩa là chí hướng, ý chí, chứ không phải là chí mén, chí đực tại cạo tóc hết rồi. Cho nên đây là chí nguyện xuất gia. Thủ đạo thanh bạch, thủ là giữ, tôi giữ cái đạo thanh bạch. Vậy thì cái này là niết bàn nè, không có tìm niết bàn ở đâu. Niết bàn ngay cái chỗ bạn có giữ được cái thanh bạch ở cái đạo không? Vì cái đạo Phật là đạo trong sạch, là đạo tuyệt vời. Bạn ở trong bùn, nhưng mà bạn là ngọc ở trong bùn. Những người xung quanh bạn có thể hại bạn bằng những cái thứ ngũ dục nguy hiểm, nhưng chính bạn không có ngũ dục. Cho nên tại sao mà Nam truyền Phật giáo người ta vẫn ăn mặn, người ta vẫn sống bình thường giống như mọi người khác. Cái thân của người ta nó vẫn dơ uế, người ta không có tắm rửa, đi ngang nó hôi rình. Nhưng người ta đã có niết bàn, đạo của họ rất trong sạch, rất thanh bạch. Ai nói cái gì đó là việc của người ta nói, không phải việc của mình. Bản thân mình vẫn có niết bàn, mình giữ được cái đạo trong sạch thanh bạch, vậy là mình là người có niết bàn, mình giữ được cái đạo của mình. Có nhiều người nói thì hay, nhưng mà hạnh phúc không có, an lạc không có, đổ thừa cho người khác để bản thân mình không có ra hồn gì hết. Là đi xuất gia nhưng mà chí nguyện thanh bạch nó không có. Cho nên luôn luôn khổ đau, mũi cắn cũng ngại nữa, bắt đầu sợ hãi mũi cho nên không ở chỗ đó. Sợ người khác phiền đến mình cho nên mình không ở chỗ đó. Thì thật sự cái thời của Đức Phật á, là mình cái chỗ nào không ổn là mình không ở là đúng rồi. Cái đó là nó đúng với cái thời Đức Phật á. Còn bây giờ này mà bất kỳ chỗ nào mà người xuất gia không ở được thì cái người đó là không có chí nguyện xuất gia. Dầu rằng ở tù vẫn ở được, người ta cho mình ở một cái chỗ hôi thối vẫn ở được, là bởi vì cái người xuất gia là giữ cái đạo thanh bạch, chứ còn cái chỗ đó nó thối kệ nó. Nhưng mà cái đạo của họ, họ giữ được thanh bạch. Quý vị hiểu cái ý này không? Hiểu không Phật tử? Không hiểu là thầy lỗ ở đây dữ lắm đó nha. Cái chỗ này là tâm quyết luôn á. Phạm hạnh cao viễn, có nghĩa là cái phạm hạnh này nè, cái phạm hạnh là cái mà ta nói là mình chịu cực, chịu khổ, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nó đều ở trong phạm hạnh. Có nghĩa là phạm hạnh này nó cao lắm, nó xa lắm. Nghĩa là cái người không phải là khổ một ngày, mà khổ 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 dài dài, thì cái đó gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh có nghĩa là chịu khổ thay cho chúng sinh. Cho nên mình đi tu mà mình sợ khổ là không có đúng. Cái đời này là biển khổ. Người đi tu không ngại bất cứ một loại khổ nào mới gọi là người tu. Người tu mà thấy khổ mà né là cái người đó thuộc về cái hạng là bò vừa né. Nó bò chỗ này, nó lết chỗ kia, nó né, gọi là đó là bò né.
Người tu là không có ngán cái gì hết, không có sợ gì hết, không phải là thí mạng cùi là cùi đâu có sợ lỡ. Nhưng mà thật sự ra cái người mà có một cái chí nguyện xuất gia giữ được cái đạo thanh bạch, mà cái phạm hạnh cao nguyện, cái phạm hạnh này chính là chí nguyện nè, cái đại nguyện này nó tạo nên cái phạm hạnh này. Mà người không có cái nguyện lớn cho nên phạm hạnh không có làm được. Mình thương người, mình thương cho đến lúc mình cho cả đầu mắt thân tủy của mình. Nhưng mà có nhiều người vì cái phạm hạnh không có lớn, cho nên cái nguyện không có lớn, cho nên là không có dám cho. Cho cái gì cũng không dám. Cho nên là thầy đợi một lúc nào đó thầy cho mình đủ duyên là thầy mời luôn cái bên cái chỗ hiến xác á, nó về đây, cái mình làm luôn, làm giấy luôn một lượt, để mai mốt mình giảng sanh một lượt. Mình phát bồ đề tâm một lượt là mình hiến xác luôn. Mai mốt là nó một cái nhân duyên nào đó mình không còn nữa thì mình hiến xác, mà nó muốn lấy nó lấy, nó không lấy thôi, vậy thôi. Nếu mà còn xịn thì nó lấy, mà dởm quá nó không lấy. Chứ tôi trống tới 160 không biết còn đứa nào đi lấy không. Nhưng mà nghe anh Pháp Tâm mà anh nói vậy nữa tôi tăng lên là 200 rồi. Luyện khí công tâm pháp của anh Pháp Tâm là tôi lên luôn 200 rồi. Vậy thì từ bi nhất thiết có nghĩa là tất cả đều nằm trong cái đạo từ bi, gọi là từ bi nhất thiết. Mà do từ bi này cho nên có phạm hạnh này, do phạm hạnh này cái nó có thanh bạch. Thì cái thanh bạch này nó có phạm hạnh, thanh bạch này nó nằm ở trong từ bi. Mà thanh bạch này nó có cái chí nguyện của một người xuất gia cao cả. Đó, từ bi nằm trong cái phạm hạnh vừa cao vừa xa. Nghĩa là cái chịu sương chịu gió lớn lắm trong cái đạo thanh bạch, an bằng thủ đạo mà. An bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Vậy thì nghĩ tới tam y là y và bát là hai cánh chim của một người xuất gia bay trên một phương trời cao rộng thanh thản. Nhưng mà nói là bay trên phương trời cao rộng thanh thản không phải là bay bằng cách lười biếng. Bây giờ một số người tu có chủ trương lười biếng, không muốn làm gì. Nếu như mà mình chủ trương lười biếng không làm cái gì thì bản thân y báo mình có không? Có không? Không. Cũng thì đi tu, 10 người đi tu, nhưng đâu phải là ai cũng có y báo giống nhau đâu. Mình cứ nghĩ tu là không có làm gì hết á, tu là cứ ngồi gõ mõ tụng kinh. Có đến một cô Phật tử, cổ nói thầy rất là đau. Cổ nói thầy, hai thầy đến nhà con không chơi, vợ chồng con làm cái này cái kia cái nọ để đãi quý thầy, mà có khi thầy ngồi đó thầy dòm, thay vì mình lặt rau để cùng cuốn bánh tráng ăn thì con đi chiên, ổng ngồi ổng lặt rau, ổng là nam ổng lặt rau để đãi quý thầy, mà quý thầy ngồi đó dòm không lặt phụ. Ngồi đó nói chuyện dòm mà không lặt phụ. Cái chị này chỉ vừa chiên cái đậu hũ, chỉ chiên cái này cái kia để lát cuốn bánh tráng, chị mới nghĩ vậy nè, trời tu gì làm biếng dữ trời. Tôi nói bà nghĩ vậy thì bà cúng chi bà. Bà nghĩ vậy bà nói thôi bữa nay tụi con đã tính đãi quý thầy, mà giờ nó có cái công việc rồi, thôi quý thầy quan hỷ tụi con đóng cửa đi công việc. Mình đuổi khéo vậy đi cho nó nhẹ. Mắc mớ gì mình làm mà tâm mình lùng bùng, trời ơi sao mà tu mà làm biếng dữ vậy trời. Vậy là mình còn thanh tịnh để mình làm, mình cúng dường mình đãi không? Không thì thôi đuổi về cho rồi đi. Mà mai là bà nói là những người đó là quen dữ lắm, thân dữ lắm mà còn là biết cái đó đó. Tu hành kiểu kỳ trời. Cho nên là cái việc gì người ta làm được là mình làm được. Cái việc đó nó không phải là cái nghề mà sát hại chúng sinh là được. Giả sử như mình nói không phải là mình vô trong cái chỗ đó cái Phật tử là vì Phật tử chuẩn bị đi lên chùa mà bà đó là bà bán thịt gà, cái mình lại mình dọn phụ cái chỗ bán thịt của bà để bà đi chùa, đừng có ngu cỡ đó. Nghĩa là mình làm cái chuyện gì nó đúng, nó hợp với chánh pháp thì mình phải làm thôi. Cho nên là cái người thế tục á,
người ta hướng đến tam y, hướng đến con đường xuất gia, hướng đến cái sự thanh bạch cao xa của cái phạm hạnh, để người ta sống trong cái tâm từ bi. Tất cả mọi thứ đều ở trong từ bi, cho nên từ bi nhất thiết, thương yêu tất cả không bờ bến. Từ bi nhất thiết là thương yêu không bờ bến, nghĩa là bây giờ không còn cái người nào mà rời khỏi cái tình thương của người tu nữa. Cho nên là mình tu là mình thương hết tất cả mọi người, mà không có ai mà nằm ngoài danh sách. Ở đây thì ba y thường nhớ, rồi ôm cái bình bát ngao du. Nhất bát thiên gia phạn, cô nhân cô thân vạn lý du. Một mình ôm bình bát đi vạn lý, không có ai cúng hết, đó bụng muốn chết vẫn ngao du. Đó, thấy không? Ai đăng ký ôm bình bát thầy cho cái bình. Tại vì giờ này đi khất thực á, bữa đầu người ta không biết ta cúng, bữa sau ta biết rồi ta không cúng. Hỏi sao vậy? Ta biết cha này làm biếng lắm. Do làm biếng cho nên là không tạo ra cái gì hết, cho nên là đi xin cho người ta cúng. Thì có một Phật tử nói như nè: thưa thầy, con 3 giờ con dậy rồi đó, con đổ bánh khọt, con làm bánh xèo, bánh bèo, bánh da lợn, bánh bò. Mà thầy biết bánh bò là con làm từ 12 giờ đêm nó bò ra tới sáng. Con thức khuya dậy sớm con làm, còn thầy không có thức khuya để tụng kinh bái sám. Vậy là con có nên cúng dường thầy không? Tại bản thân con cũng thức khuya dậy sớm mà thầy không có thức khuya dậy sớm được. Vậy là thầy có siêng năng không? Nếu thầy siêng năng thì bản thân thầy thức khuya à, rồi dậy sớm. Vậy là con cũng thức khuya dậy sớm để con làm, thầy thức khuya dậy sớm để thầy tu. Vậy thì cái thức khuya dậy sớm này nè, ở ngoài đời được gọi là siêng, ở trong đạo được gọi là tinh tấn. Hiểu không quý Phật tử? Có nhiều người người ta siêng lắm luôn, nhờ người ta siêng này người ta mới giàu. Nhờ cái người người ta tinh tấn này thì cái y báo người ta nó mới lớn. Có khi có người hỏi: thầy ơi, có khi 1-2 giờ đêm con vẫn thấy thầy còn thức. Thầy nói: thầy làm việc thế giới mà con. Cái giờ mà Việt Nam nó ngủ thì thế giới nó thức, cái Phật tử nó quên, nó gọi. Nhưng mà thầy là cái chỗ để cho người ta tâm sự cái nỗi khổ niềm đau của họ. Họ có khổ đau họ mới tìm thầy, tâm sự nhờ thầy à. Mà bây giờ thầy khóa máy thầy ngủ thì thầy còn là thầy không thầy? Nửa đêm má con chết con mới gọi thầy, chứ thầy đợi lúc mà thầy thức dậy má con thúi. Cho nên là nửa đêm gà gái vẫn gọi, Phật tử gọi. Thầy vừa mới đáp máy bay vào lúc 7 giờ, về tới chùa 9 giờ, 10 giờ ông anh ổng hấp hối, thầy xuống thầy niệm Phật cho đến 1 giờ đêm luôn. Trời, thầy niệm mà vừa niệm vừa ngủ, vừa khai thị vừa nhắm mắt. À, chắc là tưởng thầy nhập định dữ lắm, không phải, buồn ngủ. À, nhưng mà cái việc của người ta cần mình thì lúc đó người ta mới cần. Không cần thầy tu có, việc khó có thầy tu. Chứ ta khó ta mới cần mình. Đằng này có người nó tu mà nó hạnh phúc lắm. 7 giờ PM khóa máy, đóng cửa chùa. À ơi, chùa mà có vụ đóng cửa nữa. Đúng ra là chùa không có đóng cửa, nhưng mà giờ này cái đạo tặc nó giàu nhiều quá cho nên phải đóng cổng. Nhưng mà cổng cũng là cửa cổng, nhớ là cửa cổng chứ không phải cửa chùa. Dầu rằng cái cổng đó gọi là cổng chùa nhưng mà nó chỉ là cái hàng rào thôi. Nếu người nào mà có bệnh tật hay là người nào đau đớn khổ sở nhảy khỏi cổng chùa không có tội.
Còn thằng nào không có chuyện gì hết qua khỏi cổng chùa có tội. Mà thầy nói với quý vị là có khi cái chánh điện thầy vậy mà nó leo luôn lên trển, nó gỡ lấy cái cục hào quang của Đức Phật mất, gắn mấy lần rồi mà không biết là nó rớt hay là nó chôm mất nữa rồi. Nó tưởng kim cương, thầy đâu có thông minh mà đem kim cương mà gắn trên Đức Phật. Thầy thông minh vừa vừa thôi, thầy lấy kim cương thầy gắn ngay chỗ này của thầy chứ mắc mớ. Thầy gắn trên Đức Phật cho nó rinh Đức Phật mất hay sao? Khùng vừa. Vậy đó mà gắn cái cục đó cục gì tâm kính? Ở cục đá thôi. Đừng có nói Mỹ không. Này nó còn chọc nữa. Nó nói đá Mỹ giang hồ nó nghe mai nó rinh luôn cái tượng mà chết. Đá thôi. Giờ này đất nước nó một nhà rồi, Mỹ hay là châu Âu hay châu Phi gì đó là nó đã một nhà rồi. Đá đó chỗ nào cũng có. Mua 500 đồng một bịch. Trời ơi, nội con vậy không mà nở lòng nào cũng leo lên Đức Phật tôi. Vậy thì mình cứ suy nghĩ, khi mình là cái người xuất gia hay tại gia, mà nếu như quý vị có ý, có cái ý chí cao thượng, sống một đời thanh bạch, có một cái phạm hạnh cao thượng, sống bằng cái tâm từ bi của mình, tất cả mọi thứ đều là từ bi, chứ không có nói là con chỉ từ bi với thầy Xuân thôi mà không từ bi với thầy Thanh, không có được. Không ấy nói là thầy Thanh dễ thương, con từ bi với thầy Thanh thôi, còn sư phụ miễn. Sư phụ dữ quá. Thầy Thanh ông hiền, ông bị sư phụ la ông cũng nín thinh. Thiệt. Thầy phải nói là thầy Thanh ông hiền thiệt. Ông hiền mà cho đến hết gạo có sư phụ lo. Mày hiền vừa vừa thôi. Mày hiền mày cũng biết mày lo mày ăn gì mà. Hiền cho đến là gạo hết đó cũng không lo nữa. Hiền cho đến lúc mà cái chùa ta nói nước nó lên một đống luôn, nó cũng không có khai ra nữa. Nó để cho mục luôn mấy cái cột của tôi. Lên thèm quánh luôn. Nó nói, ủa con đâu có biết. Nghe cái chữ không biết nó quen không? Quen quá. Ở cái chùa bên đây nè, xây cái chùa bên kia, nước nó từ trên cái nền nhà nó chảy xuống dưới cái nhà cây á, khúc vậy nè, mục luôn cái chân cột. Chỉ cần khai là nó chảy thôi. Không biết. Thèm quánh. Nó hiền dữ lắm luôn. Nó chọc tôi. Nó chọc để sư phụ trở thành cái người dữ phải không? Chứ còn đúng ra là hồi đó thầy bói nói thầy Xuân hiền lắm. Đi coi bói. Thầy bói nói là tôi hiền dữ lắm mà sao mấy đứa đệ tử nói tôi dữ. Như vậy thì cái năm dục này nè, nó gây cái lầm lỗi ngất trời. Thì cái năm dục nó có hai cái hướng, một hướng tốt và một hướng xấu. Mà ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là năm dục nó nằm ở hướng xấu. Mà bây giờ mình ở trong cái năm dục đó nhưng mà mình hướng thiện, mình hướng về điều tốt thì năm dục không phải là xấu. Ăn ngon mặc đẹp được quyền, nhưng mà tu tập thì không phiền đến ai. Nó phải là tinh tấn, phải là chí nguyện. Chí nguyện ra khỏi dục thế tục là nhà, cái nhà quan khiên túc trái, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới, vô pháp sắc giới, để có một cái thủ đạo thanh bạch, để giữ được cái tâm hồn trong sạch của mình. Có nhiều người thì cũng nghĩ rằng là vô trong cái tu viện linh thú này, trời ơi, tu một ngày bằng ở ngoài 100 năm, vì ở trong đây chiến tranh ghê gớm lắm. Bởi vậy sư phụ nói sống 160 tuổi là lý do mà sư phụ ở nổi, mà độ nổi quý cô, quý thầy ở đây. Quý thầy, quý cô ở đây tu, phải nói là vô trong đây tu một ngày bằng ở ngoài tu 100 năm. Trong chùa linh thú tu một ngày. Nên ở đây mà tu, quý vị thấy mà quý cô mà tu mấy năm rồi ở đây còn ở được là quý vị biết là
công phu tuyệt đỉnh rồi đó. Giống như là cô Quản Thảo đó thuộc về tuyệt đỉnh võ công. Nên là chịu đựng dữ lắm mới chịu nổi, chứ không là tôi nói sóng gió ghê gớm lắm. Vô trong chùa mà càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Quý vị thấy con thuyền này nó lớn nè, cho nên nội có dọn không mà bộ phận dưới này cũng khổ dữ lắm. Vậy thì kết luận lại, trong cái điều giác ngộ thứ bảy này thì Đức Phật dạy cho chúng ta điều gì? Đó, bây giờ kết luận lại cái thôi phát quà trung thu. Ai có muốn hỏi điều gì không? Trước khi thầy kết luận có muốn hỏi không? Hay đọc lại lần nữa nghe. Mời quý vị đọc lại lần nữa đi, thầy kết luận cho nó dễ, chứ để không thầy kết luận mà quý vị không biết thầy kết luận cái gì nữa. Nãy giờ nghe đọc chứ cũng lo lắm. Đệ thất giác ngộ, ngũ dục hóa hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Rồi hồi nãy giờ thầy nương nơi cái âm á để thầy giảng thôi, cho nên là phần nghĩa đó thôi cỡ đọc lần nữa đi, về rồi không có coi cái đĩa rồi cũng không có đọc lần nữa đâu. Điều thứ bảy là thường giác ngộ. Năm dục gây lầm lỗi ngất trời, tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình. Ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm bình ngao du, chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lưu chẳng mờ, hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Nếu bây giờ đã bị sầu, muốn thầy thêm vô nữa. Rồi bây giờ kết luận ba ý, và chúng ta nhận bánh trung thu đi phát lại cho mấy đứa nhỏ. Kết luận thứ nhất là sống. Người thế tục cũng sống, người xuất gia cũng sống. Sống ở đâu? Sống ở trong ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Vậy là ngũ dục là gì? Ngũ dục là biển khổ. Vậy là người xuất gia có khổ không? Người tại gia có khổ không? Ai cũng khổ. Nhưng mà người thế tục nếu hướng về con đường xuất gia, vậy thì cái người xuất gia thì khổ để vui, khổ để vui, cho nên là thông dong trong cái khổ. Còn người thế tục vui để rồi khổ, cho nên hướng về con đường xuất gia, mong muốn một ngày nào đó có cái y ca sa thông dong giống quý cô quý thầy. Mơ ước như vậy thì quay qua quay lại vào linh thú luôn. Nhưng nhớ giùm tôi một điều, ở linh thú một ngày bằng 100 năm ở ngoài. Nhớ như vậy đó mà về mà chịu đựng. À, chứ còn có người nói rằng là thầy ơi, hầu đó sao con ở ngoài con thấy trong đây nó vui quá, mà sao giờ con vô đây rồi con không lẽ con lộn chỗ rồi, bị lầm. Tại vì mình không có đủ khả năng mượn khổ để hướng đến cái vui. Mình phải ý lớn, phải có cái hạnh nguyện lớn, mình mới làm được việc lớn.
Vậy thì ở ngoài đời vui để rồi khổ, vì mình không chạy thoát khỏi cái khổ này. Cái khổ này nó nằm trong cái ngũ dục tài sắc danh thực thì không ra khỏi. Cho nên nếu là người thế tục thì trôi lăn trong đó, gọi là luân hồi trong ngũ dục. Đó là kết luận thứ nhất. Bây giờ kết luận thứ hai. Vậy thì cái người mà ở ngoài đời mà không nhiễm thì bắt đầu người tu có nhiễm hay không? Nói tới nhiễm, vậy thì ở ngoài thế tục cũng có người nhiễm, mà có người xuất gia vẫn có người nhiễm. Cho nên ở người thế tục vẫn có người không nhiễm, ở người xuất gia vẫn có người không nhiễm. Như vậy thì không phải là nhiễm là ở thế tục hay ở tại gia. Có người người ta ở thế tục mà người ta không có nhiễm, còn người có người đi tu rồi mà vẫn cứ nhiễm. Như vậy thì ai nhiễm người đó khổ, người không nhiễm là người không khổ. Quý vị cùng nói với thầy, nhiễm là khổ. Không nhiễm lấy đâu khổ? Tôi nguyện không nhiễm, gọi là miễn nhiễm. Quý vị có miễn nhiễm không? Rồi, quý vị đọc với thầy, bàn tay không thương tích, thuốc độc không ngấm vào. Cũng vậy người tu tốt, phiền não lánh xa đi. À, ngon lành. Bàn tay không thương tích thì thuốc độc không có nhiễm vào. Cho nên mình, bàn tay mình không có vết thương, mình nhảy xuống biển đâu có rác. Người nào bị nhiễm nhảy xuống biển mới rác chứ, người nào bị vết thương mới không dám xuống biển. Tôi lặn thoải mái. Đó là kết luận thứ hai. Bây giờ kết luận thứ ba. Đạo Phật là đạo từ bi. Người giác ngộ là phải hiểu rằng mình sống trong từ bi. Mà đã là từ bi thì quá giải được hận thù. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Một khi mình đi tu rồi là mình chọn con đường từ bi. Cho nên là tất cả từ bi nhất thiết, là tất cả đều nằm trong từ bi cả. Vậy thì đạo Phật muốn có trí tuệ là phải có từ bi. Từ bi mới có trí tuệ. Thật sự ra tôi nói với quý vị là bản thân tôi không phải là bậc thượng căn, tôi là bậc hạ căn. Tôi ráng tôi học, tôi ráng tôi sống trong cái tâm từ bi này, để tôi nâng cao cái thằng trí tuệ này lên, để tôi nâng cao cái căn tánh của tôi lên. Từ hạ căn nó lên trung căn mà không biết lên nổi không. Đó, tôi nói để quý vị hiểu. Tại vì cái hạ căn là cái con người sanh ra nó khổ, còn cái người trung căn á, là nó sanh ra bộc đều. Còn cái người thượng căn nó sanh ra trong y báo á, là đã sanh trong cung vàng điện ngọc rồi. Cho nên mình biết rõ tôi hạ căn về y báo, cho nên tôi sanh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn. Học tới lớp 9 là nghỉ rồi, là biết là nó dốt rồi, trí tuệ này là đuối rồi nè. Sanh ra nghèo cho nên hát cái bài nghèo, liên khúc nghèo, nó nghèo nhiều tập. Nhưng mà bây giờ mình nâng cấp cái trí tuệ này để mình nâng cấp cái căn tánh của mình lên. Đó, chỉ có nâng cấp cái này lên mà muốn nâng cấp trí tuệ, nâng cấp căn tánh lên bậc trung, chứ chắc chắn không lên bậc thượng nổi rồi. Vì bậc thượng Đức Phật nói ra một câu là người ta ngộ liền à. Còn tôi nó đục vô dữ lắm luôn. Học phải là học đêm học ngày, cần cù bù thông minh, cho biết mình rõ là mình là bậc hạ rồi, mình không phải bậc trung. Cho nên tôi giảng cho Phật tử nghe là có nhiều người hỏi tôi những cái bậc cao tăng thạc đức, tôi nói không, bậc đó là bậc thượng, em bậc hạ. Thằng nào bậc hạ chơi với em. À, cho nên là có người hỏi là thầy Xuân ơi, sao tôi thấy mấy đứa đệ tử thầy tôi ngán quá. Tôi nói nó vậy là đừng mắng vốn cho tôi còn ngán hơn nữa. Nó mới quy y tôi đó ông nội. Nó quy y tôi mà nó còn cỡ đó thì tôi là sư phụ nó thì nghĩ cho tôi cỡ nào.
Cho nên nó là đệ tử thôi, dầu rằng quy y hay xuất gia. Có một cái anh Phật tử, quý hòa thượng, quý thượng tọa, ảnh không có quy y, ảnh lại lưng cái chùa đó, ảnh hỏi hòa thượng: "Bữa nay nghe có thầy Thiện Xuân về thuyết pháp không hòa thượng?" Ông nói: "Ừ." Nói là: "Con gặp thầy Thiện Xuân để con quy y." Trời ơi, chịu nổi không? Ông gặp hòa thượng mà ông kiếm chú tiểu quy y kỳ cục. Cho nên là chơi tôi chứ. Vậy là làm quý hòa thượng cũng sinh ra mất lòng. Thằng này nó nhỏ mà, tôi hòa thượng mà nó không chịu quy y. Nó ngồi nó đợi, mà về rồi không gặp tôi, nó cứ vô hỏi hòa thượng 2-3 lần. Nó nói: "Con về đây con kiếm thầy 2-3 lần rồi, giờ này con ngồi đây con đợi thầy." Cái thầy trai tăng xong, cái hòa thượng nói: "Đó, có thầy Thiện Xuân kìa, quy y đi." Không ngồi đó không đợi. Cái tối cái hòa thượng nói: "Tùy theo căn tánh mà độ. Tôi độ có những cái người căn tánh là nó khác. Còn tôi già rồi, tôi độ mấy đứa nào nó dễ nghe. Còn trời thần đất xét thôi giao cho thầy Xuân, ông còn trẻ. Ông khỏe, ông mới độ nội mấy đứa đó." Cho nên quý vị biết đó, cái hàng tiền đạo này là cái giao cho tôi. Tôi còn khỏe, tôi mới lo nổi. Chứ già lo đâu có nổi. Thấy không? Cho nên là mình sống trong từ bi nha. Mình sống trong từ bi là mình đừng có hận thù, mình không có buồn phiền, mình không có trách móc gì đó. Cho nên đạo Phật là đạo từ bi. Ráng cố gắng mình phát triển cái tâm từ bi của mình lên. Mà hận thù, diệt hận thù, đời này không thể hết. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên là lấy hận thù mà quá giải hận thù không hết đâu. Nó quýnh mình một cái, mình quýnh nó lại một cái, nó quề, không có quề đâu. Mày quýnh tao đau hơn. Cho nên là đem hận thù quá giải hận thù không hết, đem từ bi quá giải hận thù. Cho nên là có nhiều người là nó trời thần đất xét dữ lắm, nhưng mà mình nói: "Phật ơi, thôi cho con từ bi với nó đi, chứ con không có hơn thua với nó làm gì, thôi." Rồi tự nhiên mình lên đây kiến có câu hỏi. Còn có một câu hỏi thì mình cứ hỏi, mình cứ nói. Nam mô A Di Đà Phật, con xin hỏi, người có tang có được đi đám ma, đám cưới, đám giỗ không thầy? A Di Đà Phật xin một tràng phó tát. Người có tang mà không đi đám ma nghĩa là mày ăn quỵt hả mày? Má mày chết, ba mày chết người ta đi, mà mày để tang rồi tới chừng má người ta chết mày không đi hả mày? Mày bắt trợn vừa thôi. Là người có tang là đi đám tang là chuyện bình thường. Nhưng mà giờ người có tang có được đi đám cưới hay không? Có được đi ăn tân gia nhà mới hay không? Cái này mới là cái hỏi. Mình có tang thì mình không đi tân gia nhà mới, không đi ăn đám cưới, đám hỏi là đúng. Nhưng mà theo quan điểm của thầy, cái đó là do người ta chấp thôi. Chứ còn người có tang á, là tang là hiếu, chứ không phải là tang là tang thương, là tang tóc. Tang là hiếu thảo, cho nên là cái người có hiếu thảo đến nhà mình á là tốt chứ. Còn đi đám cưới mà mấy đứa nó không có tang, mà nó là đứa bợm, cho nên mình mời nó đi nhà hàng, mình đặt nhà hàng cấp cao, nó bỏ vô bì thư rất là dày, mở ra vé số sổ rồi. Nó không có tang nhưng mà nó chơi cái trò này là mình tan nát với nó. Thấy không? Cho nên là cái tang hay không có tang á là do hiếu hay không có hiếu thôi, chứ còn không phải là người không là người có tang á là không có đi đám được, đi được. Nhưng mà người xưa người ta cử thì thôi mình không đi. Còn mình đi đám, mình đi đám cưới, mình đâu có đội tang đi đám cưới đâu, người ta biết mình có tang. Mình có tang thì mình để trong lòng thôi, mình hiếu thảo mình để trong lòng thôi, chứ đâu phải mình đi đám cưới cái mình đội tang, đi đám cưới đâu mà sợ. Mình đi đám cưới mình đừng có đội tang. Trời ơi, vậy đi tuốt luốt có gì đâu. Rồi mình đi đám mà mình đi về nhà mới, đám tân gia đồ thì mình đi, mình đừng có đang mang cái tang theo là được rồi, mình để cái tang nhà mình đi. Trời ơi, cái đám cưới thì mình tốn tiền, chứ còn đám về nhà mới đâu có tốn tiền đâu, cứ đi.
mua cái đồng hồ treo tường tặng thôi là lời tới nơi. Cái đám tân gia nhà mới là nếu mình vô nhà hàng mình ăn cũng khoảng 200-300 ngàn mới được. Còn tân gia nhà mới nó đãi ngon quá trời mà mua cái đồng hồ có 70 quốc luôn. Mua cái đồng hồ treo tường. Ồ, tao nói mua cái nồi cơm điện đi còn lời nữa đừng nữa. Cho nên có gì đâu sợ, nên làm tới luôn. Vậy là hỏi là đi đám giỗ được không? Cái này là ngu nè. Đám giỗ mà nó mời mà không đi là ngu chứ lắm luôn. Người có tang đi đám giỗ thoải mái chứ có gì đâu. Đám giỗ là cúng người mất mà, nên đi đám giỗ ăn. Hồi xưa còn nhỏ mà mình là phải chiều chuộng nó mới cho mình tới nhà nó ăn đám giỗ nghe. Sắp tới đám giỗ rồi nó nói nhà tao có đám giỗ á, mày không cho tao chơi chung là mai mốt tao không cho mày ăn đám giỗ mà. Cho nên là giàu rằng có ghét nó dữ lắm nhưng mà vẫn phải cho nó chơi chung để nó cho mình đi ăn đám giỗ. Huống chi giờ có tang là được đi ăn đám giỗ rồi hết. A Di Đà Phật. Và giờ này chúng con cùng thỉnh chư tôn đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng chúng con dâng lời cảm tạ sư phụ qua bài thuyết pháp vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý Phật tử chúng ta ngồi xuống tại chỗ để chắp tay trang nghiêm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ. Xin cho phép chúng con một lần nữa được phép đại diện toàn thể đạo tràng dâng lên lời cảm tạ. Hơn một giờ đã trôi qua, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con hiểu về điều giác ngộ thứ 7 trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Qua điều giác ngộ thứ 7, chúng con đã rút ra cho mình một kết luận. Đức Phật khuyên hàng cư sĩ tại gia tâm luôn nhớ dục lạc thế gian là lỗi lầm và tai họa, phải nuôi chí nguyện xuất trần để lợi ích cho mình và chúng sanh. Chúng con xin y giáo phụng hành những lời sư phụ đã giảng dạy hôm nay. Cuối lời, chúng con xin kính chúc sư phụ pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học tìm an lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng, hòa cùng không khí Tết Trung Thu tại tu viện Linh Thú, sư phụ Thiền Thiện Hà Xuân, trưởng ban tổ chức vừa rồi có tổ chức tặng 500 phần quà cho hai huyện Dầu Tiến và chùa Long Thanh và chùa Phật Thích Ca cũng của chi nhánh của sư phụ. Và hiện giờ tại khóa tu này, đạo tràng Pháp Hoa cũng đã ủng hộ cúng dường 300 phần quà Trung Thu tại tu viện Linh Thú. Và giờ này chúng con xin được phép sư phụ cho phép đạo tràng Hội Pháp Hoa được dâng lên tác bạch cúng dường trước khi cung thỉnh sư phụ phát quà Trung Thu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đội Pháp Hoa chúng ta dâng lời tác bạch cung đối trước sư phụ A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để đội Pháp Hoa. Xin mời hội Pháp Hoa quý vị vân tập lại trước Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng kính bạch trên sư phụ, ngày hôm nay đầy đủ duyên lành, bản thân của chúng con trở về lại ngôi chùa, ngôi tu viện mà tuổi thơ của con, bản thân con đã từng ở đây dưới sự giáo dưỡng của sư phụ, dưới sự quan tâm hướng dẫn trong đạo pháp của sư phụ. Và sau khi cũng con thọ nhận giáo pháp của sư phụ, bước ra đời thì chúng con cảm thấy giáo pháp đó vô cùng ý nghĩa, những giáo pháp vô cùng giá trị của chúng con, để chúng con lấy đó làm vốn sống cho cuộc đời của mình. Và cũng nhờ ân giáo dưỡng của sư phụ, Hội Pháp Hoa Ấn Quang cũng đã tin tưởng, tín nhiệm cho con được làm trưởng ban giáo lý của hội, lo về phần giáo lý. Đó là nhờ ân đức của sư phụ, con không thể nào quên được. Và hôm nay nhân duyên lành, con hướng dẫn đoàn trở về đây, trước là để vấn an sức khỏe sư phụ, sau là để đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Và chúng con biết rằng hạnh nguyện của sư phụ
là luôn hoằng hóa độ sanh, mong muốn những chúng sanh xung quanh mình đều được hạnh phúc, no đủ, bình an. Do vậy hội của chúng con cũng có những phần quà nhỏ để nhờ tu viện Linh Thú, cũng là một trợ duyên mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện Củ Chi. Và y theo lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư chứng minh cho hội Pháp Hoa Ấn Quang, Hòa Thượng đã dạy chúng con rằng Pháp Bố Thí là Pháp thù thắng trong sáu Pháp Ba La Mật tu hạnh Bồ Tát. Và cũng như lời dạy của Sư Phụ trước đây, chúng con đã dốc toàn sức trẻ của mình để làm các công tác từ thiện, cũng như là học tập, trau dồi tinh tấn thêm con đường đạo Pháp của chúng con. Và giờ đây, đạo tràng của chúng con đã vân tập trước chính điện, trang nghiêm thanh tịnh, như pháp, như luật, kính dâng lên của cúng dường, chúc tịnh tài, ngưỡng mong xin Sư Phụ từ bi quan hỷ, ai lân mẫn nạp của cúng dường, để hàng Phật tử của hội chúng con được viên mãn công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Lịch Đại Tổ Sư, Quang Giáng Đạo Tràng Tác Đại Chứng Minh. Thật là khâm khen cho quý vị là những người thanh niên, thanh nữ, đã là người ở thế tục có tâm hướng Phật theo sự hướng dẫn của Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng, quý vị tổ chức cho mình một nhóm trẻ, lập nên một cái hội Pháp Hoa nương vào Tổ Đình Ấn Quang, nơi mà bản thân Sư Phụ cũng đã có 8 năm tu học tại đó. Đạo tràng Pháp Hoa cũng là nơi mà Sư Phụ sinh hoạt. Giờ này các con làm được cái nghĩa cử cao đẹp theo dấu chân của Tổ, của Thầy, để sống trong hạnh từ bi, Sư Phụ khâm khen, tán thán và chúc phúc cho các con. Hãy làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa trong khả năng của các con trong hiện tại. Nếu được đem lại những giá trị an lạc mà các con cảm nhận được rằng điều đó là niềm vui trong hiện tại, nhân quả đó nó kết thành ngay trong hiện tại, và tương lai niềm vui đó còn thăng tiến hơn nữa, giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui, hắn an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi. Người có nuôi cái tâm tốt, cái tịnh nghiệp trong tâm của mình, ắt đời này được hạnh phúc an vui, khi thân hoại mạng chung được sanh về thiện thú thiên giới trên cõi đời này. Sư Phụ hoan hỷ đại diện cho chư Tăng Ni và tịnh nhân đang tu học ở đây, xin hoan hỷ thọ nhận tịnh tài và lòng thành quý vị hướng về Tam Bảo cúng dường, hướng về tất cả các em trong mùa Trung Thu này mà sắm quà để biếu cho các em. Điều đó, phước lành này xin hướng về cho tất cả các con đều đạt được sở nguyện sở cầu của mình: sắc đẹp, thành tựu, chí nguyện, và mọi hoạt động của các con đều được hanh thông. Cầu nguyện cho cha mẹ của quý vị được tăng phúc, tăng thọ, gia đình hạnh phúc, quyến thuộc sum vầy, người sống được an vui, người quá vãng được ân triêm công đức phước lành, nghiệp chướng tiêu trừ, siêu sanh cõi Phật. Lễ nghi như pháp như luật, các con hướng về ba ngôi Tam Bảo, thành tâm đảnh lễ cúng dường mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Lịch Đại Tổ Sư từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Sư Phụ đã từ bi hoan hỷ thọ nhận của cúng dường cho rồi, còn có những lời sách tấn chúng con
hướng chúng con trên con đường đời cũng như đường đạo. Và chúng con nguyện y giáo phụng hành như lời sách tấn của Sư Phụ, làm tốt theo khẩu hiệu tốt đời đẹp đạo của chúng con. Và cuối lời, ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ pháp Long Thiên luôn gia hộ cho Sư Phụ cũng như chư Tôn Thiền Đức Tăng, chư Tôn Thiền Đức Ni chú xứ tại tu viện, pháp thể khinh năng tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh vị độ luôn là ngọn đèn sáng giữa biển khơi mù, để soi sáng con đường chánh giác cho chúng sanh và cho chúng con được thành tựu. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát và đệ viên mạng công đức, chúng con xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng và tu viện Linh Thu chú xứ tam bái.